Buổi sáng trước khi diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 vào tối 11 tháng 12 tại Malaysia, ở Hà Nội tiếp tục diễn ra cảnh xô xát mua vé cho trận chung kết lượt về sẽ diễn ra tại sân Mỹ Đình tối 15 tháng 12 tới đây. Không khí ở Sài Gòn từ chiều ngày 11 cũng nóng dần khi các cổ động viên rủ nhau ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 để cùng nhau xem trực tiếp trận cầu chung kết này. 10 năm sau lần đăng quang của Thế hệ vàng 2008, bóng đá Việt Nam đang đứng trước cơ hội tái lập chiến tích vô địch đấu trường Đông Nam Á. Em vừa mới bán ạ. Em bán từ hồi Việt Nam bắt đầu đá. Ở đây rất là đông ạ. Cổ vũ rất là đông, Việt Nam chiến thắng ạ. Có rất nhiều màn hình được đặt ở phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ để dành tường thuật trận chung kết giữa Malaysia với Việt Nam sau khi giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-2 trước Philippines ở bán kết và giành tấm vé vàng lọt vào chung kết AFF Cup 2018. Với các cổ động viên Sài Gòn thì bất kể tỷ số đêm nay thế nào thì Việt Nam có lợi thế rất lớn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình tối thứ Bảy ngày 15 tháng 12 tới đây. Sài Gòn chiều 11 tháng 12 nắng nhẹ, các cổ động viên đã chuẩn bị rất sớm để đến nơi có đặt màn hình tường thuật trước giờ khai diễn trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Em cảm nhận là em rất vui và nói chung là khó diễn tả lắm, nói chung sung sướng và rất như là hào hứng để chờ trận đấu chung kết này. Càng về cuối giờ chiều, các cổ động viên mỗi lúc thêm đông dần, họ có mặt tại nhiều điểm có đặt màn hình tường thuật trực tiếp để tiếp lửa cho tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi với Malaysia tại AFF Cup 2018. Thi đấu dưới áp lực của khán giả Malaysia, nhưng tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin khi để cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, để rồi sau bàn thắng ở phút 22, 3 phút sau, Đức Huy từ tuyến 2 băng lên tung cú dứt điểm trái lưới thủ môn Ferron Meirat nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. Nói chung em cũng không biết diễn tả sao nữa, nói chung là em rất vui. Em vui và sung sướng ạ. Còn Việt Nam vô địch ạ. Phải đến hàng ngàn khán giả Sài Gòn trong đêm 11 tháng 12 đã lặng đi khi đội bóng Malaysia lần lượt gỡ hòa. Tuy nhiên vẫn là niềm vui như lời cổ động viên Cường trước đó. Cổ động viên thì nói chung là quá chi là tuyệt vời. Hôm em đi bão đây cũng quá chi là tuyệt vời. Hôm em đi đến 1 giờ sáng mới về luôn. Dạ. Trận hòa gây tiếc nuối, song các cổ động viên vẫn vững lòng tin vào chiến thắng chung cuộc ở Mỹ Đình vào thứ Bảy tới đây. Hai cổ động viên Bảo An và Việt gửi lời chúc. Dạ, em có lời chúc là Việt Nam cố lên, Việt Nam siêu vô địch. Chúc đội tuyển Việt Nam là tự bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng. Sau trận cầu căng thẳng giữa tuyển Malaysia và Việt Nam kết thúc với tỷ số hòa 2-2, nhiều người vui vẻ ra về, trong khi nhiều nhóm bạn trẻ tập trung thổi kèn hát vang để cổ động tuyển Việt Nam trong trận cầu sắp tới ở Mỹ Đình tối 15 tháng 12. Lợi thế sân nhà cùng sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam sẽ là sức mạnh giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.